Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy để điện thoại Vivo i20s chờ thêm mới pin cao cấp .em. Qua thời gian thì việc điện thoại Vivo i20s lỗi pin, hỏng pin, cầm địa chỉ thay mới pin là điều khó tránh khỏi. Hiện tại di động cao cấp .em có tất cả linh kiện trên điện thoại Vivo i20s nói chung và phần pin của máy nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần pin của điện thoại Vivo i20s lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới pin cho điện thoại Vivo i20s. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Vivo i20s nói chung và phần pin của máy nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Để được tư vấn cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới pin cho điện thoại Vivo i20s, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Những khách hàng ở xa không đến được với di động cao cấp.vn, vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship pin Vivo i20s đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Vì các bạn nhận được, vì các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Để xin cung cấp link phụ kiện cho điện thoại Vivo i20s Hà Nội hiện nay.